Bạn đã biết câu chuyện về thám tử học sinh trung học lừng danh có khả năng suy luận như Sherlock Holmes, dành hết thời gian để đi học với bạn bè, đá bóng và phá án. Nhưng rồi bị lũ xã hội đen hãm hại bằng cách cho uống một viên thuốc, khiến cậu bị teo nhỏ thành một đứa nhóc lớp 1 với khả năng suy luận như Sherlock Holmes, dành hết thời gian để đi học với bạn bè, đá bóng và phá án, và tắm chung với cả crush của nó. Ủa rồi dậy bị hãm hại dữ chưa? Thám tử lừng danh Conan đã quay trở lại trong phần phim điện ảnh thứ 26. Sau 30 năm không lớn lên thêm một tuổi nào, Conan đã quay trở lại trong một vụ án hoàn toàn mới, để lại một lần nữa thống lĩnh phòng vé. Trong phần phim thứ 26, Tàu ngầm sắt màu đen, phần phim Conan có doanh thu cao nhất từ trước đến nay, cụ thể là hơn 10 tỷ yên. Để nhận xét tổng quan thì tôi nghĩ Conan đạt được thành công như hiện tại là rất xứng đáng. Đầu tiên, nó có một câu chuyện khá là cuốn hút, phát triển nhân vật tuy cũ nhưng mới. Thêm vào đó, Tàu ngầm sắt màu đen cũng tiếp tục duy trì điểm mạnh về mặt hình ảnh mãn nhãn, thiết kế hành động tỉ mỉ và âm thanh sống động. Và cuối cùng, đề tài của phần phim này quá là clickbait: Conan, tổ chức áo đen. Và thêm cả một tí đẩy thuyền lung tung mà ai cũng đã bị spoil. Những yếu tố khiến bất cứ ai theo dõi Conan cũng muốn dúi ngay tiền cho rạp phim. Nghe thôi là đã cảm thấy đây sẽ là một vụ án quan trọng, chứ không chỉ là một vụ án nhỏ lẻ ngẫu nhiên. Chưa kể, phần phim thứ 26 này được ví như một Avengers Endgame của Conan, khi mà gần như tất cả các nhân vật từ chính, thứ chính đến phụ trong xuyên suốt loạt truyện Conan đều sẽ xuất hiện. Fan service lần này là hết cỡ, khiến bất kỳ fan Conan nào cũng cực kỳ phấn khích khi xem. Nhưng đây là một nước đi khá tốt nếu đem lên bàn cân kiếm tiền từ fan của nhà sản xuất, gãi quá đúng chỗ ngứa của khán giả nên là bộ phim đã thành công. Tuy nhiên, nhận được hưởng ứng từ phía khán giả không có nghĩa là đây là một bộ phim tốt, và có lẽ là hơi lép vế nếu đem so với mặt bằng chung của anime hiện tại cũng như chính những phần phim trước kia. Tại sao tôi lại nhận định như vậy? Sau đây sẽ là phần review. Khái quát về nội dung thì phần phim thứ 26 có vẻ khá tiếp cận meta, khi một lần nữa AI lại là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Một phần mềm nhận diện khuôn mặt có tích hợp AI dưới sự kiểm soát của Interpol bị tổ chức áo đen cướp nhằm xóa sạch dấu vết của chúng. Vô tình phát hiện được Haibara chính là Sherry, kẻ phản bội tổ chức. Từ đây, cuộc chiến của Conan và tổ chức áo đen trong việc bảo vệ tính mạng cho Sherry bắt đầu. Đó là sơ lược những gì diễn ra trong Tàu ngầm sắt màu đen. Điều đầu tiên đáng khen về bộ phim này chính là phần hình ảnh được làm cực kỳ chỉn chu, không đến mức đa dạng như là Thanh gươm diệt quỷ hay là chuyển cảnh ảo diệu như Fate Stay Night Heaven Feel. Nhưng Conan vẫn đem lại một trải nghiệm hình ảnh rất tuyệt vời, và phần lớn đến từ những cảnh quay 2.5D được sử dụng một cách hợp lý. Nhưng cảnh tổng thể, cảnh truy đuổi sử dụng những góc quay 2.5D tạo cảm giác chân thực cho người xem. Bên cạnh đó, sự tinh ý trong việc xây dựng bối cảnh khiến mọi cảnh vật trong phim trông cực kỳ hoành tráng. Đặc biệt là khu Pacific Bowery của Interpol. Nhìn chung, hình ảnh của phim không có gì để chê, và nó đang ngày càng làm tốt hơn những phần phim tiền nhiệm. Kế tiếp đó là phần câu chuyện. Chỉ cần nhắc đến việc tổ chức áo đen và Conan sẽ đối đầu với nhau dường như cũng đã là quá đủ sức hút đối với người xem. Một câu chuyện với nhiều bộ não hàng đầu của bộ truyện đương nhiên sẽ tạo ra nhiều plot twist hack não người xem. Ngoài ra, mạch phim cũng được sắp xếp hợp lý. Những cảnh hành động một khi đã xảy ra thì sẽ tạo nên một bầu không khí cực kỳ căng thẳng và kịch tính, rồi sau đó lại biến mất để nhường chỗ cho những cảnh phá án và những cảnh cảm động của phim. Đúng vậy, phần phim lần này của thám tử lừng danh Conan đánh rất nhiều vào tâm lý nhân vật, cụ thể là tình cảm bạn bè, tình cha con, tình yêu thương giữa những người xung quanh. Và dĩ nhiên nó được hiện lên qua những nhân vật như Conan, Haibara, Ran, tiến sĩ Agasa và một nhân vật mới của bộ phim là Naomi. Có thể nói, phần cảm xúc của phim được các nhà làm phim chú trọng hơn rất nhiều so với những phần phim khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là những cảnh hành động bị nhạt nhòa. Nó đủ highlight để mấy cái page anime có thể dùng làm meme đến cả chục năm nữa. Bạn còn nhớ lúc Ran đã từng đối đầu với Vermont để bảo vệ Haibara trong tập 42 không? Quên cái đó đi. Ran ở đây đấm nhau trực tiếp với tổ chức áo đen luôn cho nó cẩn thận. Và đó mới chỉ là một trong hàng tá những cảnh chiến đấu cực kỳ ảo ma trong Tàu ngầm sắt màu đen. Tóm lại là phần câu chuyện, hành động, cảm xúc của bộ phim đều được đầu tư rất tốt, được làm đâu ra đó, góp phần nâng tầm trải nghiệm của người xem. Tuy nhiên, như tôi đã nói, phim này giống như là Avengers Endgame của Conan, có quá nhiều nhân vật xuất hiện, từ nhóm thám tử nhí, cảnh sát Nhật, công an, FBI, CIA, tổ chức áo đen, ông trùm to đến thằng lính nhỏ, mọi nhân vật đều sẽ xuất hiện. Và điều này luôn là một con dao hai lưỡi, khi mà mọi movie của Conan đều luôn dừng lại ở khoảng thời lượng gần 2 tiếng. Với cái thời lượng ngắn ngủi như thế và số lượng nhân vật quá đông, chắc chắn sẽ có những nhân vật được đưa vào cho có chỉ nhằm mục đích hút fan ra rạp là chính, hoặc là để kết nối những nhân vật mới vào câu chuyện. Thời lượng dành cho những nhân vật được yêu thích như Jin hay Vodka với tôi thì thực sự chưa cảm thấy đủ đã. Các nhân vật phụ khác như các thành viên của tổ chức hay là phía cảnh sát không có đất diễn thì ta còn có thể chấp nhận được. Nhưng đến cả Akai và Bourbon, cặp đối thủ mà khán giả sẵn sàng bán một tay một chân đi để xem họ đối đầu, thì cũng chẳng có màn công nghệ va kịch tính nào cả. Còn nhân vật khổ nhất chắc phải nhắc đến Pinga, một nhân vật mới toanh thuộc tổ chức áo đen, người mà một lần nữa chứng minh với khán giả rằng những ông mà có nhiều feed mồm thì chắc chắn là sẽ không làm được gì nên hồn. Pinga được giới thiệu là cánh tay thân cận của Room và là kẻ cạnh tranh vị trí trực tiếp với Jin.
Tuy nhiên cánh tay này có lẽ là tay của khủng long T-Rex, còn để so với Jin chắc là chỉ đem ra so sánh về được chiều cao thôi. Phải nói đây là một sự phí phạm vô cùng với một nhân vật như Pinga. Tạo hình rất ngầu, cách hành động bất cần tạo hứng thú cho người xem. Có mỗi điều là anh ta quá non so với một vị trí cao ở trong tổ chức. Gần nhất có thể kể đến Kurakao, một thành viên của tổ chức trong phần cơn ác mộng đen tối. Cô này không những làm nhiều mà còn tỏ ra rất nguy hiểm, chứ không như Pinga, cả phim chỉ biết cụp đuôi chạy trốn. Dĩ nhiên do phim có quá nhiều nhân vật nên một người mới như Pinga sẽ khó mà có chỗ dung thân. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh cần phải bị nớp một cách thậm tệ đến như vậy. Có lẽ mọi thứ sẽ đơn giản hơn với Pinga nếu như anh có trong tay một chiếc laptop cực kỳ xịn sò mang tên Acer VivoBook Go 14 E1404FA. Với thiết kế mỏng nhẹ nhưng vẫn chống chịu tốt, phù hợp cho những vụ đột nhập on the go của Pinga. Ngoài ra Acer VivoBook Go 14 còn xử lý tốt các tác vụ đồ họa và giải trí với setting phù hợp bởi chip AMD Ryzen 5 cùng với các đồ họa AMD Radeon 610M, dư giả đa nhiệm với 16GB LPDDR5 và 512GB SSD M2 NVMe Pico 3.0 cùng với đầy đủ các cổng HDMI, USB-A, USB-C phục vụ nhu cầu thuyết trình và chiếu slide. Với cấu hình như trên, Pinga có thể chạy ra Sephones mua ngay chỉ với giá 13,49 triệu, lại còn được trợ giá 3 triệu khi bán laptop cũ lên đời. Sephones gì cũng thu cũ. Đặc biệt với anh em sinh viên, còn được giảm thêm 5% từ nay đến hết tháng 10 trong chương trình S-Cam, hoặc click ngay vào link ở dưới phần mô tả và bình luận. Quay trở lại với những điểm trừ của tàu ngầm sắt màu đen, ta phải nhắc đến phần vụ án song song với mạch truyện chính. Phải nói là vụ án lần này được làm quá là hời hợt, mọi thứ diễn ra quá chóng vánh và hung thủ cũng bị phát hiện một cách quá đơn giản. Đây cũng là hệ quả của việc phim có thời lượng ngắn nhưng lại muốn thêm quá nhiều yếu tố và nhân vật. Nó khiến mọi thứ không thể đạt được 100% mà chỉ lấp lửng ở đâu đó, khiến người xem khó mà đọng lại được một cái dư âm gì đó sau khi bước ra khỏi rạp. Khác với phần phim lần trước là Nàng Dâu Halloween, khi từ đầu đến cuối chỉ truy tìm kẻ đặt bom và xen kẽ về câu chuyện quá khứ của Bourbon. Điều đó tạo nên một đường thẳng cho câu chuyện từ đầu đến cuối, giúp cho việc kết phim cảm giác trọn vẹn hơn. Còn ở phần phim này, cách giải quyết mọi thứ quá hời hợt, như kiểu là thông minh cả ngày nhưng đến tối đột nhiên bị thiểu năng đi một chút nên mọi chuyện bùng bét hết vậy. Cá nhân tôi đánh giá phần đụng độ với tổ chức áo đen lần này vẫn chưa đủ hấp dẫn. Nó có hack não, có sự bất ngờ, nhưng thực sự mà nói, để mà so sánh với vụ tàu tốc hành Beltree hay cuộc đụng độ từ Chap 1077 đến Chap 1079 thì phần phim này không thể so được. Ngoài ra yếu tố ngôn tình được đẩy lên một cách khá là lố. Việc Ran và Shinichi kết nối với nhau mỗi khi Ran hay Shinichi gặp nguy hiểm là điều mà ta đã thấy rất nhiều. Nhưng mà hai Bara và Conan thì tôi cũng thích đấy, nhưng mà ai cũng biết nó không phải là canon. Phần phim này lạm dụng quá nhiều những cảnh hai Bara và Conan trò chuyện rất thân mật với nhau. Và đỉnh điểm là một cảnh hai cô cậu bé hôn nhau dưới biển, có thể nói là một động thái chiều fan. Cho những ai thích đẩy thuyền cho Conan và hai Bara, tôi thì thấy cái này không cần thiết lắm. Mạch tình cảm của phim tôi thấy thế là đủ rồi, không cần phải có những chi tiết thừa thãi như này làm gì cả. Các miếng hài là có, đôi lúc ta có thể cười, nhưng hầu hết là hài kiểu mấy anh Nhật Bản, những người hơi khó tính một chút sẽ thấy hơi khó chịu. Nói tóm lại, Thám tử lừng danh Conan Tàu ngầm sắt màu đen là một bộ phim cực kỳ tuyệt vời nếu bạn là fan Conan, hoặc chí ít là đã biết đến những nhân vật trong Conan. Còn nếu bạn ít coi hoặc chưa biết gì về Conan thì đây sẽ là một trải nghiệm đã mắt đã tai khi ra rạp. Vì ngoài việc lạm dụng những tình huống fan service để lôi kéo fan ra thì phim vẫn đủ tiêu chí hấp dẫn của một bộ phim hoạt hình, hay thậm chí là của một bộ phim điện ảnh để khán giả thưởng thức. Cũng không phải ngẫu nhiên khi mà phim đạt được top 1 doanh thu tại thị trường Nhật Bản. Hiện tại phim vẫn chưa được công chiếu chính thức, nhưng theo dự đoán của tôi, phim chắc chắn sẽ phá kỷ lục phòng vé của bộ phim anime trước đó là Doraemon và Đảo Trên Trời. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.